vẻ dịch. Đây là trận Uruguay Pháp. Xin nhắc lại là trận Uruguay Pháp nha các bạn. Tại vì trên nguyên tắc thì khi mà bói dịch á thì bói ra cái quẻ gì thì cái quẻ đó nó ứng vào cái đội đứng đứng phía trước, nó là cái chủ thể. Thì đây là trận Uruguay Pháp. Những cái quẻ mà chúng ta coi ra được là nó sẽ là cái quẻ ứng vào đội Uruguay. Thì cái trận này á là nó bóng lăn lúc 17 giờ. Uruguay Pháp 17 giờ ngày mùng 6 tháng 7. Vào lúc 17 giờ ngày mùng 6 tháng 7 thì chúng ta có một cái quẻ dịch là quẻ Sơn Phong Cổ. Quẻ Tiên Thiên là Sơn Phong Cổ, còn quẻ Hậu Thiên là Thiên Sơn Độ. Cái quẻ cổ và cái quẻ độ này nó không có nói lên một cái chuyện gì may mắn hết á. Đây cũng không không hẳn là cái quẻ xấu, cũng không hẳn là quẻ tốt, nhưng mà hai cái quẻ này nó không có dự đoán cái sự may mắn. Thì tóm lại là đây không phải là cái trận đấu mà đội Uruguay may mắn. Họ có xui rủi gì hay không thì chưa biết, họ thành công hay thất bại thì chưa biết. Nhưng mà Uruguay không có cái gì may mắn trong trận đấu này hết. Vậy thì nghĩa là hơi bất lợi phải không? Sơn Phong Cổ thì quẻ cổ là trên là sơn, dưới là phong. Sơn là núi, còn phong là gió đó. Tức là trên cấn, dưới tốn. Gió mà thổi vào núi thì không làm được gì hết và sẽ bật lại. Về mặt hình ảnh nó là như vậy, gió thổi vào núi thì sẽ bật ngược lại. Cái quẻ cổ này á, nó không có dự báo mà nó nói lên một cái chuyện như vậy nè. Bạn sẽ phải làm lại. Hình ảnh gió thôi không nói, bạn sẽ phải làm lại. Thì đây là tôi xin nhắc lại là tôi đang luận về cái chuyện kinh dịch thôi. Cái hình ảnh nó là như vậy. Thế thì kinh dịch cũng có một cái đặc điểm á, là vào ngày này giờ này thì sẽ gặp cái quẻ này. Chuyện đó thì là không đổi, nhưng mỗi người nhìn vào cái quẻ thì sẽ có mỗi cách suy luận riêng. Là cái môn này nó hay ở những cái chỗ đó, mỗi người suy luận riêng theo cái quan điểm riêng của mình. Vậy thì cái quẻ Sơn Phong Cổ này, trên cấn dưới tốn này, nó nói lên cái hình ảnh là gió thổi vào núi. Gió thổi vào núi thì sẽ phải bật ngược lại, bạn sẽ phải làm lại. Đó thì các bạn mỗi người luận thế nào đó thì tùy. Ví dụ như là anh thủng lưới trước rồi anh làm lại, và nếu như anh giỏi thì anh sẽ thắng ngược. Đó là một cách suy luận. Ở đây chúng ta không bàn về chuyện may hay là rủi, mà chúng ta bàn về cái việc phải làm trong trận này. Việc phải làm trong trận này là Uruguay sẽ bị thủng lưới trước đó. Nhưng mà chưa chắc anh thua. Nếu như anh thủng lưới trước, anh biết cách làm lại thì anh sẽ thắng. Nhưng dĩ nhiên ra cái quẻ này thì chúng ta dự đoán là Uruguay thủng lưới trước, chứ chúng ta không thể dự đoán là Pháp thủng lưới trước được. Nó lại có một cái quẻ Hậu Thiên là quẻ Thiên Sơn Độ. Quẻ này tương đối rắc rối ở chỗ là, nhưng mà tôi nhắc lại là hôm trước tôi có cũng trong một chương trình bàn về dịch học đó, thì tôi dự đoán cái trận Đức Mexico thì nó ra cái quẻ Thiên Sơn Độ này. Và ra cái quẻ Thiên Sơn Độ này thì nó dẫn đến một cái việc là chúng ta phải dự đoán là Đức sẽ thua. Vậy thì đây là tình thế thì có thể là khác, nhưng mà cái tính chất dịch học là nó có chỗ tương đồng. Vậy thì cũng là tùy quan điểm các bạn thôi. Đội Đức gặp quẻ độn và thua Mexico. Bây giờ Uruguay gặp quẻ độn và gặp Pháp, thì các bạn thấy rõ cái tính chất bất lợi cho Uruguay chưa? Còn suy luận thế nào thì cũng tùy. Suy luận thì nó đã có cái quẻ Sơn Phong Cổ ở Tiên Thiên, là anh quẻ cổ này nó cũng nói lên là bất lợi thôi, nhưng mà trong cái quẻ cổ này nó có đi kèm theo cái lời khuyên là anh sẽ bất lợi nhưng mà chưa chắc đó là thất bại. Nếu như anh mà biết cách anh giải quyết cái sự bất lợi của anh ổn thỏa thì rồi anh cũng sẽ thành công. Nhưng ở đây là tóm lại là gì, đây là trận đấu mà bất lợi cho Uruguay. Quẻ cổ Tiên Thiên này, rồi quẻ Hậu Thiên là quẻ độn,
là cũng đều là bất lợi cho Uruguay hết. Thì nếu như mà Uruguay mà họ biết cách mà họ thay đổi cách chơi sau khi bị thủng lưới thì khả dĩ là họ có thể thắng được. Cái chuyện đó cũng tùy. Ở đây á, tôi xin nói thêm một cái điều là tôi xem quẻ của tất cả các trận từ vòng tứ kết trở đi luôn. Tôi xem qua thì tôi thấy tất cả các cái trận trong giai đoạn này không có một cái quẻ nào là nó dự đoán cái chuyện may mắn cho đội này hoặc là xui xẻo cho đội khác hết, hoàn toàn tôi không thấy. Nó khác với cái vòng bảng là có những đội, ví dụ như đội Hàn Quốc là rõ ràng là họ gặp một cái quẻ cực kỳ tốt và họ rất là may mắn trong trận gặp Đức. Đó là một cái chuyện rõ ràng. Thì cái giai đoạn từ tứ kết cho tới trận chung kết luôn, tôi không thấy có cái quẻ nào là dự đoán may mắn hoặc là xui rủi hết. Thì nên chăng chúng ta suy luận là đây là cái giai đoạn rất là đỉnh cao, không có ai mà dựa vào may mắn để tiến xa hoặc là bị loại một cách tức tưởi chỉ vì mình xui hết. Đây là cái giai đoạn mà mọi chuyện giải quyết bằng vấn đề chuyên môn bóng đá. Thì hôm nay đội Uruguay đang đứng trước một cái thử thách quá lớn về vấn đề chuyên môn, là vấn đề đặt ra là anh sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và anh có vượt qua được khó khăn hay không. Đó. Nhưng mà tóm lại thì theo cái quẻ sơn phong cổ và quẻ thiên sơn độn ở trận này thì tôi dự đoán là Pháp đi tiếp, hai quẻ bất lợi ứng vào đội Uruguay.